một thời gian ngắn nữa thôi thì cung thể thao này sẽ trở thành bệnh viện dã chiến đầu tiên của thành phố Đà Nẵng, nơi thu dung và cách ly những cái trường hợp nhiễm hoặc là nghi nhiễm COVID-19 trong thành phố. Tính đến chiều ngày 31 tháng 7 thì công tác dọn dẹp, chuẩn bị đã cơ bản được hoàn thành nhằm bàn giao cho thành phố xây dựng bệnh viện dã chiến. Tôi tính về tiêu chuẩn là 4m² một giường bệnh, thì việc khai thác tổng thể cái diện tích trống của toàn bộ cái công trình này thì có thể đáp ứng được khoảng 1.200 đến 1.500 giường bệnh. Cái lòng sân này là 2.400, còn mỗi cái hành lang chung quanh mỗi tầng như vậy là cỡ khoảng 1.200, mà chúng ta có 3 cái hành lang như vậy. Như vậy vị trí là cỡ khoảng là 5.500 đến 6.000m². Cung thể thao Tiên Sơn này là được xây dựng cách đây 10 năm rồi, là một cái công trình rất là hiện đại, đủ sức đáp ứng cho cùng một lúc 7.000 khán giả để mà xem các cái giải thi đấu quốc tế và quốc gia. Do đó cái hệ thống vệ sinh này cùng một lúc có thể đáp ứng được cho 7.000 khán giả. Như vậy đối với cái khối lượng mà cỡ khoảng 1.500 đến 2.000 bệnh nhân ở đây thì cái hệ thống vệ sinh ở đây thừa sức đáp ứng. Tôi đã chủ động, khi nghe thông báo của thành ủy đã chủ động triển khai và chúng tôi sẵn sàng bất cứ lúc nào có thể bàn giao được. Trước thực trạng 4 bệnh viện của thành phố Đà Nẵng đang được phong tỏa để cách ly các ca nhiễm COVID-19 thì việc xây dựng bệnh viện dã chiến sẽ góp phần giải tỏa áp lực rất lớn cho các cơ sở y tế trong thành phố trong bối cảnh là số ca nhiễm COVID-19 đang tăng lên mỗi ngày.